Chiều ngày 9 tháng 8, tại vị trí km 83 cộng 640 quốc lộ 3 thuộc địa bàn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, xuất hiện một hố sụt lún có chiều rộng khoảng 3,5m, chiều sâu 5m. Theo chính quyền địa phương, trước đó vào sáng ngày 9 tháng 8, vị trí trên bắt đầu có hiện tượng sụt lún. Đến khoảng 13 giờ, khi có một xe container đi qua thì mặt đường bị sập xuống tạo thành hố sâu. Ngay khi phát hiện sụt lún, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tiến hành căng dây, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên Chợ Mới, đơn vị quản lý tuyến đường đã tiến hành lấp hố tạm thời bằng đá học và cát để tránh nguy hiểm, đồng thời cử nhân viên trực tại vị trí sụt lún và dựng rào chắn để theo dõi. Theo người dân địa phương, tình trạng sụt lún trên có thể là do khu vực có hố nước ngầm, trước kia là giếng đào của một hộ dân. Hiện nay, đơn vị quản lý tuyến đường đang phối hợp tích cực với chính quyền địa phương theo dõi độ ổn định tại khu vực này. Nếu không có diễn biến mới, sẽ tiến hành thảm lại mặt đường để đảm bảo giao thông thông suốt.